rất cool luôn, tốc độ rất là mạnh. Bây giờ bác hỏi câu như thế này, điện 220 chết rồi không? Điện 200 kV thì nó sao? Nhưng mà bây giờ có thể sờ vô nó được không? Thử sờ vô nha. Thử sờ vô nha. À, coi gì được mình làm tí gì được không? Thử sờ vô nha. Đây đem cao nó mặt thế thế này nè. Nhìn này nha. Thấy nhìn lên được không? Và khi phóng cái được không? Thì sẽ xuống liền nha. Xả liền, bấm điện liền nha. Thì áp rất cao nha. Bây giờ thì thử sờ cho coi là sao nha. Thử sờ nha. Sờ con chó luôn nha. Đếm con chó không? Tại sao vậy? Tại sao đếm rất cao mà không biết có còn chút nguyên vậy? Cái chiếc chúng ta là dòng điện chứ không phải là điện ngắn nha. Nhắm rất cao, nhưng mà thiết bị chúng ta với tao đều đứng cách điện thoại đất, không có dòng điện truyền ra qua người nha, và mình an toàn nha. Nên nhớ cái gì chúng ta là dòng điện nha. Các họ đường dây họ làm đường dây 500 kV, họ làm đường dây sống tính năng điện thân không lên họ làm được, số đường dây được nhiều hơn chết luôn. Không có dòng điện ngang ngang ngọt, an toàn không sao cả nha. Thì xong bây giờ quay về có thầu dịch sờ lên 2 kg. Mày tự nhiên tổ cái ghế in chụp rất tư rất cù hay chứ rất sẹo to sẹo mẹ bỏ tay ra thì mày không sẹo với lại lúc đó là cái dòng điện nó chỉ vô cái cây mà bỏ tay ở thì không sẹo rồi đúng nha. Chúng ta thử xem nha. Rồi bước lên chú ý nha, hiểu lại nha, đừng có lung tung nha. Lỡ có gì gì là không sai chuyện gì đâu nha. Rồi giờ đặt tay vào, đặt mạnh mẽ vào thoải mái nha, cứ yên tâm đi ha, yên tâm đi, đứng thẳng tay nha. Có gì chặt đối với bạn bè không? Có gì chặt đối với bạn bè không? Không có gì hả? Trước khi từ giả mà rồi chúng ta xem nào. Điện truyền qua điện và sao cả hai đều bị giật.